sáng 31 tháng 12 tại tỉnh Thừa Thiên Huế, Bộ Giao thông Vận tải tổ chức khánh thành đưa vào khai thác dự án cao tốc thành phần đoạn Cam lộ La Sơn thuộc dự án xây dựng đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 1. Dự án dài 98,3 km đi qua hai tỉnh Quảng Trị và Thừa Thiên Huế với tổng mức đầu tư 7.669 tỷ đồng, được khởi công xây dựng từ tháng 9 năm 2019. Điểm đầu dự án tại km 0+000 giao với quốc lộ 9 tại km 10+380 thuộc địa phận xã Cam Hiếu, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị và điểm cuối tại km 102+200 La Sơn, trùng với km 4+500 tỉnh lộ 14B, cũng như trùng với điểm đầu dự án La Sơn Túy Loan thuộc địa phận xã Lộc Sơn, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế. Giai đoạn đầu dự án đầu tư với quy mô 2 làn xe, bề rộng nền đường là 12m. Trên các đoạn vượt xe có quy mô 4 làn xe, bề rộng nền đường là 23m. Giai đoạn hoàn chỉnh có quy mô 4 làn xe, bề rộng nền đường là 23m. Các cầu được thiết kế vĩnh cửu. Dự án hoàn thành kết nối với cao tốc La Sơn Túy Loan Thừa Thiên Huế Đà Nẵng dài 77,5 km đã khai thác, tạo thành tuyến cao tốc dài hơn 175 km và gắn kết với cao tốc Đà Nẵng Quảng Ngãi, cũng như đoạn tuyến dự án cao tốc Vạn Ninh Cam Lộ sẽ chuẩn bị khởi công, giúp tạo trục động lực xuyên miền Trung phát triển kinh tế xã hội địa phương và liên vùng.